Top 4 lý do khách hàng chọn bột răng sứ tại Giác Khoa Quốc tế Dashi. Đặc biệt là ở đây là mài không ảnh hưởng đến răng gốc, bảo tồn răng gốc của mình. Bác sĩ đã chọn cho mình một cái màu sắc răng trắng trong, trông rất là tự nhiên. Và sau khi mà mình làm răng xong thì mình cảm giác là gương mặt của mình nó sáng hơn. Và mình thấy là cái khuôn mặt của mình bây giờ nó rất là hài hòa. Răng của mình không bị e buốt nè. Cái khả năng ăn nhai của mình thì nó khỏe như là răng thật vậy đó. Khi mà bước tới Nha Khoa Quốc tế Dashi thì em rất là hài lòng. Vì các bác sĩ cũng như là các nhân viên ở đây hỗ trợ mình, tư vấn rất là nhiệt tình. Nên là em quyết định chọn nơi đây là nơi cải thiện lại cái nụ cười và có một cái hàm răng nó đẹp hơn ạ. Ở đây cho em một cái trải nghiệm là bác sĩ cực kỳ mát tay, nhân viên tận tình. Và hiện tại thì em đã rất là ưng về cái hàm răng mới của mình. Bây giờ mà có thể nhìn ngắm được cái nụ cười của mình rất là tuyệt vời, mình hạnh phúc lắm luôn. Giác Khoa Quốc tế Dashi tự hào là địa chỉ nha khoa bột răng sứ uy tín nhất hiện nay, quy tụ đội ngũ bác sĩ trên 20 năm kinh nghiệm, trực tiếp tư vấn thăm khám và thực hiện phục hình răng sứ cho khách hàng. Cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống công nghệ máy móc tân tiến, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Nha Khoa Quốc tế Dashi đã kiến tạo nên hàng ngàn nụ cười đẹp cho khách hàng trên khắp cả nước. Nha Khoa Quốc tế Dashi, địa chỉ bột răng sứ thẩm mỹ Hà Đông. Inbox ngay để nhận tư vấn miễn phí cùng đội ngũ chuyên gia.